một bộ đồ chơi xếp hình mới, đó là bộ xếp hình gì đây? ninja. À, đi ra hỏi nha. Nó có mở xem có gì nè. Wow, Wow. đúng một xếp hình Bao nhiêu cái? nè, một này, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là 16 à? 16 hộp. À, ok. Ta lấy từng bộ ta xem nhé. Ta sẽ không phá bộ này nhé. Từ sau khác nhau này, bạn này xem bộ tiếp theo của mình nhé. Bye bye.